Chào mấy anh em buổi sáng nha. Hôm hôm được vô đây nè mấy anh em. Được 7 con gà. Thế là 8 con lượng mà xảy anh con nó con trống. Bự lắm mà con mà tung gì trên chạy đâu không kịp. Quấn tay 5 phân, tay 7 phân mà dính toàn là tay 5 phân, dính ngay lo không à. 6 con vợ thằng chồng. Chừng tối nay cũng chịu bay lắm anh em. Nói chung hên thôi chứ gì. Mình cũng nói rồi, mình có hay gì đó, toàn là mình lấy mấy tiếng trên YouTube mình đánh không à. 2 tiếng giờ ăn chim nhất đó là tiếng gà gốc với lại cúm tơ mà ăn chim á. Mình chơi 2 tiếng đó đó. Anh em có ai lấy được đánh thì đánh. Mình cũng gửi cho mấy anh em rồi đó. Thôi chào anh em ha. Mấy bữa rày mình đi gài lập gài mà giờ như cúm núm, chỗ mình cúm núm trống không có anh em ơi. Từ từ 1-2 con à. Còn như máy không à. Trống từ lên mới lú mồng vậy lấy gì đã. Thôi chúc anh em buổi sáng luôn thành công ha.